Ngày 8 tháng 9, Phòng Cảnh sát Cơ động và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao gần 300 thanh thiếu niên cùng phương tiện đua xe trái phép cho Công an huyện Krông Bách xử lý theo quy định. Nhận được tin báo của người dân về việc có rất đông thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập về hồ thủy lợi Krông Búc Hạ, thuộc xã Krông Búc, huyện Krông Bách để đua xe. Sau nhiều ngày theo dõi, đến chiều tối ngày 7 tháng 9, lực lượng công an đã bắt giữ gần 300 thanh thiếu niên, cả nam và nữ, đang tụ tập đua xe. Chủ yếu đang là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Việc ngăn chặn kịp thời thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép đã góp phần ngăn ngừa những vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra. Qua đây cũng mong các bậc phụ huynh và nhà trường cần quan tâm, quản lý giáo dục tốt hơn con em học sinh của mình.